nếu biết đại nhóm thấm năng đấy nhóm ban yul sen tha cứ có đòi xa tại sasana ni đai đai mình núp mình sầm lạp khôn nhóm có can tại yul tiệt tha dưỡng mình ai bẩm bát sasana ban tề trở tại tu tu school sasana năng tu tu school chấm nứa rồi bỏ nẹt đất tây biển muôn núp miền mình nhóm mình nẹt mình bắp nhóm tha prosan ba nhóm miền đọp tật cọc họ mùi hai bà nhóm trong thưa ở tật nơi không đọp nụ sát lo lắng vĩnh cứ mình men dọc đấy tranh bị tật cọc họ nụ tề cứ chạ tật thay đại sát lo cho tật không đọp rồi hốt tỏ tài tức nơi không đọp nút bàn sát lõ lên cửa khó. Hết nít, đòi xa tài bị phục lục miền sát sản ác rán, dương trở tài bằng riêng nó nuôi ở chết tù dục. Nâng chết dối bị nhạc đọc tế, chia chiêng, chú lục đơn làm khi nế thà sát sản ác nhạc nít, lo chiêng, nhạc nút. Rứ rương nhị tiến, rồi bỏ sát sản ác nít, lo chiêng, rương nhị tiến sát sản ác nút lạc. Đôi chân nét, dương cua nhị dây rô khi nế thà, sasana nè ánh thưa nè ánh chìm nụ lọ hơi sasana nhóm thưa ai nhóm chìm nụ lọ đài dưỡng cua sờ lành sasana riêng riêng luôn hơi sờ lành rọp án khné chìm mất rồi nơi chìm mùi khné thưa ai bị phục lục nè khai chưa còn lành lọ mùi bàn đài chưa còn lành mùi sầm rạp côn chào dương đài bộ kia nâng thông thoát nè nông bị phục lọ mùi đài mình núp mình mơ nghĩ mơ thảo khné đài xa tay chìm nửa sasana cứ kể ai rốt nếu lơ bị phục muối đại mình núp mình gặp xâm lạp cái nế bố tay mình dốt đôi cái nế ông bị chùm nửa sát sản à bạn mình núp cho rằng ná đại chùm nai chỉ vật rốt nếu cả rõm cả là nà thua rồi bỏ cả lạ tế xạ đòi bạn đòi chỉ vật ai rốt sát âm đát tết tám dạ ta hai tàng lái đại các miền láng lực luôn kể nâng rốt nếu thua ai nhạc đọt tê kê sóc sát đai chùm nửa chỉ vật luôn cứ bộ kế mình ruột nâu chỉ mùi nằm bạch bàn cà tê. Bộ kế phong khu lùn chọp khnọc khnien cục nê ả tay tạ ca rò bọc kê. Đôi chân nét, bà nẹ chọn ruột nâu bạc gọp đào chì vật lại thân nô. Bộ bình tạ đào ít ra phiếp. Chố cùng mình đòi ai rò bọc pram giang khăn kram nê. Cục rôn chì vật rò bọc nẹ bán ai sọ. Mùi, ả tay tạ ca rò bọc nẹ. Bì, ca kết rò bọc nẹ đào tê bì khu lùn dưỡng. Rứ ruột đâm bay bằng pinh chất nẹ đào tê. 7. Chùm nứa đã khóa sẽ chạm thó. 4. Chùm non mới trái phiếp. Nâng prám, lùi. Tìm mùi, có mạnh đòi ai ạ tay tạc cao rồi bỏ nẹ. Nếu trụ trình lưu bách cho bọn cá, rứ có chỉ vật nẹ à nạ cốt rồi bỏ nẹ ai sọ. Tuốt chỉ dàng nào có đòi. Nẹ trơ ta rồi loa chùm rú ạ tay tạc cao chào lại bàn. Trơ đá chanh bị ạ tay tạc cao đó chưa chạp rồi bỏ nẹ ai bàn. Chị đại khát. Đôi chân nét ả tay tạc ca nâng mạnh ai bằng phán chỉ vật nê ả nạc cốt ở bỏ nẹ bàn đòi. Nẹ trở tại đa tử mục cháu phiếp khám mau ngờ ngật nấy ca cầm lòng tơ ở bàn. Đôi chân nét phiếp khám mau ngờ ngật nê ả tay tạc ca nâng mạnh ai một rìa ráng bằng bồn lưu nê ả nạc cốt đọc lưu xa vang ở bỏ nẹ bàn đòi. Nẹ thử dồn thả tu chi ả tay tạc ca nụ viết xa hào dung không nồng chư xa lưu vinh chú chọt giang ná rư lưu thả sau sau khi giang na có đời có ở tây tật ca nút việt ban lập bát thứ hai pro tha cả bọn to rút nêu chỉ mùi ở tây tật ca nâng mình miền phật lo cả miền đòn nhẹ lời chỗ chạm tha bờ sân bờ miền nhà nam mà nhẹ ban bờ bệt khô một lời nhẹ cứ miền tây bẩm lịch rừng núi chào tê bờ nhẹ chẳng thua tầm ná từ rộng anh cốt lo mùi bàn bà nẹ bằng tò rùa nơi chỉ mùi nâng sầm ọp nâng cùng núm sát trơ rồi bò nẹ nâng chân nè. Tại bà sân bà nẹ chân chân nè trơ tẹp đọc chất cái từ lưu cả sang song ở nà cốt rồi bọc luôn vinh đòi chấp đám nửa bê ní tè mặt đòn đòi tùm lệ ả tay tạc cá cháu chênh bì lưu sá má đâm bấy ôi khuôn nẹ miễn ít ra phiếp bình linh. Bì cùng rùa nơi đâm bấy tay đâm rơi chất nẹ đọc tấy rứ đâm bấy tại ở kê sở lành chốt chật ưu sở xa. Pro viê nâng no mày nẹ đa chốt tự kram tam phơ ạ vây chì miền mùi. Đà nẹ mân bạc thân à chọn tờ. Pro thà, ca khom thu ở kê sở xa cứ chìa bận đa xa. Đà nẹ gọp bây chìa viên ở bàn. Tuốt nâng khổ nộng đầm lây na gọt đòi. Môn pê nẹ thu ở vầy mùi nẹ gọp bây xua khuôn anh thà. Ta, khổ nhóm thu ní, pro thà khổ nhóm chọn thu đầm bây khuôn khổ nhóm.
rứa cơ bụt tài khá nhóm khai kê thá, rứa khai kê mân sở xá. Nẹ cát mộc chì nẹ, rứa chì ai kì lẹ kà nạ unique, đại hẹp phòng mùi. Cứ cát mộc nằm bầy cho ai khó bụt tổ đại, ao kê pinh chất, nâng sở lãnh nẹ chì nẹ. Who are you? Công ăn thoi phân lưu chì vật ở bò nẹ, đàm bầy ai kê sở xá, bụt biệt sở xá cứ chìa mân đạt xà, nê chì vật ở bò nẹ. Mà nụ rừng mòm đôi chân nẹ, miên tè nẹ, đà sở lãnh rộp an nẹ đò chất sở mọt tê, đà kê ai sở lãnh rộp an nẹ nâng rùm nằm nái chùm bùi nẹ, chân nẹ bàn. Tị bấy, có mạnh đói ao chùm nứa đại khóa sẽ chạy thó, cổp cổng chùm vật nẹ ai sọ. Ta, ở vầy tớ chưa chùm nứa khóa sẽ chạy thó. Chùm nứa khóa sẽ chạy thó, chứ chùm nứa chưa tám kể thà. Chia chùm nứa và đọc tài tờ lờ thang xuống thang nịp biển, đòi bị thí bòn xóm buông xuống sông, nâng chia chùm nứa ở đầm lầy tay tờ lờ xâm phía rẽ cào chật. Ai chùm nứa miên sẽ trả thò vĩnh, chia chùm nứa miên tạ cả về chìa, logic. Chia chùm nứa áp bì vọt thuân thuyền mà nút, chia chùm nứa thua ơi mà nút, chưa lưu ẩm bơ rồi bọc lùn ai. Hói, khom co sang lùn này lùn ai. Xong rùm sẽ cắt đầy mốc, chùm nưa miên sẽ chạy thó, chứ chùm nưa vì sao thì chết, cái năng sầm đầy. Chùm nưa khóa sẽ chạy thó, chứ chùm nưa miên cầm rận. Đài là ai chứ cả dốt đăng rồi bỏ nẹ của bật mèn, bằng tái chỉ nhắc nhòi nà, vì mình mèn chứ cả dốt đăng trờ. Đò tù lùm tù lế bì chùm nưa bất rồi bỏ nẹ nụ tề. Cứ vì bỏ hà con tay chứ cả dốt đăng miên cầm rận, đài là bàn bằng pẹp bằng bón đốt nằm. Bull vùng vinh, nâng nông chất cùng nát tăng tại vì tôi cổ mà mộ, bình mùi chì vật rồi bỏ nẹ. Đói bàn sát đáp, bàn riêng vì mà nụ chì trả nẹ đã nơi chung bình khuôn. Đại bộ kế, mình tiếng đại bàn thuộc, tự đó cô đáo nê sức đầy bạc thân rồi bỏ kế phòng nụ. Mình tay bằng nọ, kế, mình tiếng bàn đăng đại tiệt thà, kế cầm phong trở bằng bộ đào chùm nửa miên cầm rạch rồi bỏ kế. Hết nì. Đói xa tay sẽ tệp nhẹ rồi lật. Đại nẹ ai đang thả chùm nưa rồi bọc luôn nơi miên cầm đặt nụ hai. Đại nẹ ai chùi nè nòm phân dô prap nẹ đại nơi chùm bình luôn tiếng nốt. Ôi, bàn xoáng, bàn dô đắng bí ạ tờ này, nâng ạ tạ bà giói nơi sẽ chạy thua. Đại chìa chùm nưa miên cầm đặt. Nơi bê đại nẹ bàn phân dô xoáng, miên sẽ tệp nhẹ rồi lật, bà lo hỏi nốt. Miên là vậy đại nẹ thua mình bàn tề. Bà nẹ chưa lược luôn ai hỏi nụ. Nếu bếp nẹ chấp đàm dô trâu hỏi, ở vây tiếng ớ, có chữ ọc cá, sáng luôn xâm rạp nẹ đài. Nếu bếp nà đàn nẹ bắt đế bạc chùm nửa đói bà nhá, luôn tì bần luôn, bếp tàng lại, lộn nâng bà sát tì bố chế đòn nẹ. Buồn, chấm nón mới trầy phiệp. Bà sân bà nẹ trâm tài trâu ca bằng pinh mầm nòng, thưa ai đai cù, rư cù snai miên sạch đầy sọc tài mặc háng, đâm bây ai bị phúc lốt mưa khơi thà. Nẹ chạp đầy lõ, rư bà bùn lõ nốt, mình dù mình chạm tế, nẹ nâng họt nơi, chì mùi nâng chùm nòng mê trầy phiệp, khá bạc cù bạc nè. Bố chì vật ở bà nẹ, rù đâm bây, ai tạ đai cù bàn sọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tại vì vậy, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bố thà, sắp phân hợp hiệp này trong nông sản này cứ dương rưu bí nẹ. Trong nông sản này rưu 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 trong nông sản mình men miên sóc rưu miên tốt tại mình nẹ anh rưu tại mặt hàng nốt lại. Bà khu miên dương bí nẹ nửa khăn nông tế, chùm nông mẹ trái phiếp nốt, nâng trời press ram bạc bạc rưu chụp ốc và sạc protein và tôn chỉ tràn, lờ miệng kia nơi chùm nông mẹ trái phiếp nỉ. Đôi chân nét nẹ mình trời bản đòi, ai chùm nông mẹ trái phiếp, át mà nè dùm nế, cụp cồng chì vật nẹ bàn lại. Bạn, nơi lơ lộn nế, miên vật thộng mũi, đài tên tài cụp cồng, rút ra lừa chất lao mà nụ lục dưỡng bàn. Mà bộ năng tế thả và thọ nó chiều vậy. Cứ lùi. Lùi đò mà hẹn mìa. Nị dây bạp nít mình men miền này thả dưỡng mình quả bay miền lùi cho ra nụ tế. Hói còn mình men miền này thả lùi chia sẻ phía về ạc rõ đài. Bố, dưỡng tiếng ọc nít đang chấp bàn nà. Thả lùi ạ chua dưỡng bàn. Chẳng bạp chẳng giang nà.
មនុស្សច្រើនណាស់ដែលយើងអាចយកលុយទៅជួយបានបាទដែលយើងចង់និយាយនោះគឺកុំបណ្ដោយឲ្យការសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែលុយនៅពេលណាអ្នកជ្រើសរើសយកអ្វីមួយដោយសារតែលុយតិចឬច្រើនជាកត្តានោះគឺអ្នកបានសម្រេចចិត្តខុសឬឆ្លៃទៅហើយតែបើអ្នកសម្រេចចិត្តតាមឧត្តមគតិដោយគ្រប់គ្រងខ្លួនបាន ហើយគ្រប់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ដើម្បីតែជួយយកអាសាដល់អ្នកដទៃទេនោះគ្រប់ការសម្រេចចិត្តដោយបញ្ញាពុទ្ធិនោះលុយនឹងរត់មករកអ្នកជាមិនខានហើយលុយដែលរត់មករកអ្នកនោះនឹងមានចំនួនច្រើនជាងលុយដែលអ្នកខំរត់តាមរកដូច្នេះចូលពុះពៀរជំរុញជីវិតរបស់អ្នកឲ្យបានរស់នៅជាជីវិតដែលអ្នកចង់រស់ដែលជាអិសរភាពជីវិតឬជីវិតសេរី ដែលបានរំដោះខ្លួនរួចចេញផុតពីគ្រប់អន្តការភាពទាំងឡាយ បាទកុំបណ្ដោយឲ្យរបស់ 5 យ៉ាងគ្រប់គ្រងខ្លួនបាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមជម្រាបថាអត្ថបទសិក្សាសាក់លបងដ៏តូចច្រឡឹងនេះគឺជាគំនិតថ្មីមួយ ដែលយើងបានផ្សំឡើងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រន់បានជាចំណេះបញ្ញាក្នុងការត្រិះរិះពិចារណារកផលចំណេញបាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយកម្ពុជាទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាក់លបងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយបទសម្ភាសកិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទចម្រៀងផ្សេងៗនីតិអប់រំនិងសាសនាឡាកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទិទានកែលម្អនិងការចូលរួមចែករំលែក គំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសិភើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់សូមបងប្អូនរួមជាបានប្រកបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលព្រមទាំងបញ្ញាបាធិនៅក្នុងជាតិនេះនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត